Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video tuần ngày hôm nay. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại công ty Autotedo. Hiện tại bên cạnh đây đang là một cái sản phẩm xe mà nó cũng khá là quen thuộc đối với cả những các bác tài nào mà đã quan tâm đến cái dòng xe khách GAT 17 hay là 20 chỗ. Xe này nguyên bản của nó sẽ là chiếc xe GAT 17 chỗ. Mọi người nhìn cái phần nóc bên trên kia là mọi người có thể thấy được cái phần điều hòa ở trên nóc của xe rồi. Và hơi đặc biệt một chút ở cái phần biển này thì mọi người có thể thấy này, đây là chiếc xe mà tôi đã hoàn thiện cho khách hàng rồi. Thì đây, xe 17 chỗ nhưng mà lại mang biển là biển D. Thực chất thì đây nó không phải là chiếc xe khách GAT 17 chỗ nữa, mà hiện tại thì là hồ sơ của nó đã được hoán cải xuống thành xe tải van. Và mọi người sẽ có một câu hỏi, đó là GAT cũng có xe tải van 3 chỗ rồi, tại sao lại phải hoán cải từ chiếc xe GAT 17 chỗ xuống xe tải van để làm cái gì? Thì đây là một chiếc xe tải van hoán cải từ thân của chiếc xe GAT 17 chỗ. Nhưng hồ sơ của nó sẽ không phải là tải van 3 chỗ mà sẽ là tải van 6 chỗ. Đó, nó sẽ có số ngồi, chỗ ngồi nhiều hơn. Nó sẽ đáp ứng được những cái công việc của công ty này hay là của khách hàng cá nhân nào mà thường xuyên chúng ta phải đi nhiều người, đi từ 5 đến 6 người, thì chiếc tải van 3 chỗ kia nó không thể nào đáp ứng được nhu cầu đó. Thì chiếc xe này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. Ngoài ra thì cũng rất là nhiều người sử dụng cái phiên bản GAT 6 chỗ này để làm nên những xe mobile home, để có thể đưa gia đình đi chơi, đi du lịch, đi dã ngoại. Đó, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là kết cấu của cái phiên bản xe khách GAT 17 chỗ hoán cải xuống 6 chỗ sẽ có những cái gì đặc biệt. Mọi người hãy cùng đi theo tôi nhé. Hiện tại thì trên tay của tôi đang cầm chiếc khóa của phiên bản GAT van 6 chỗ này. Và nguyên bản của nó thì nó cũng sẽ không có cửa điện, nhưng mà ở phiên bản này thì tôi đã làm cho khách hàng một chiếc cửa điện. Đó, đây chính là cái điều khác biệt của phiên bản xe tải van 6 chỗ so với cả cái phiên bản xe tải van 3 chỗ thông thường. Phiên bản xe tải van thì nó sẽ không có cái phần bậc này để chúng ta bước lên. Đó, và mọi người biết rồi đấy, là form dáng thiết kế của xe Nga này thì nó khá là cao, khá là khó để mà di chuyển lên xuống nếu như mà không có cái bậc như này. Đấy, bản thân tôi là một người cao 1m75, nhưng mà nếu mà không có cái bậc này nhá, bước trực tiếp lên trên này thì cảm giác là bước lên nó cũng rất là khó khăn bởi vì nó khá là cao. Nhưng mà khi mà có thêm cái phần bậc này, đây là cái bậc này nó chỉ là cái bậc nguyên bản của xe khách GAT 17 chỗ thôi, nhưng mà khi mà hoán cải hồ sơ xuống 6 chỗ thì nó vẫn có cái thiết kế nó giữ nguyên như này. Đó, thì chúng ta sẽ di chuyển lên xuống nó dễ dàng hơn. Và khi mà đi vào bên trong này thì mọi người sẽ thấy ngay một cái hàng ghế nữa. Đó, nguyên bản của xe GAT 17 chỗ nhá thì chúng ta sẽ có hai ghế ở bên trong thôi, nhưng mà phiên bản xe khách GAT 6 chỗ này chúng ta sẽ có cái sơ đồ ghế, đó là ba hàng ghế liền nhau và bên trên này sẽ có ba ghế nữa, vậy tổng cộng sẽ là 6 chỗ. Đó, và mọi người nhìn qua cái phần sàn này đây, mọi người cứ nhìn qua đi, xong một tí nữa tôi sẽ đi xuống cái phần thùng sau. Nguyên bản của xe thì cái phần bên trên này nó sẽ là sàn gỗ và được bọc một lớp da xi mini, nhưng mà khi mà chuyển sang xe tải van thì sẽ có thêm những lớp nhôm nhám ở đây để chúng ta có thể là di chuyển hàng hóa một cách nó thoải mái hơn. Đó, cái phần cửa này là do mà trong quá trình ấy mà chúng ta lắp cửa điện ấy thì khách hàng yêu cầu chúng tôi là làm cái phần cửa này nó vừa để di chuyển lên xuống thôi chứ không cần quá rộng. Chứ còn thực tế thì mọi người có thể thấy là nó phải mở ra được thêm tầm 40 phân nữa cơ, tức là mở ra được đến tầm này. Đó, nguyên bản của nó sẽ mở ra đến tầm này nếu mà không lắp cửa điện. Còn lắp cửa điện vào thì khách hàng yêu cầu là để lối lên xuống nó vừa phải thôi, nó không quá rộng, nên là hiện tại cái thiết kế nó đang như thế này. Thì cái lợi thế của cái phiên bản xe tải van 6 chỗ này so với cả phiên bản xe tải van 3 chỗ đó là nó chở được hơn 3 người là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần thân xác này của nó là nguyên bản của chiếc xe khách GAT 17 chỗ. Đây là ở cái phần khoang phía sau chúng ta vẫn có nguyên một cái hệ thống điều hòa để cho các khách hàng nào có nhu cầu sử dụng điều hòa để mà là giữ nhiệt độ của hàng hóa ở khoang hàng ấy thì sẽ không cần phải lắp thêm cái dàn điều hòa phía sau nữa. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu luôn hệ thống khoang hàng ở phía sau nó đáp ứng được những cái nhu cầu như thế nào của chúng ta. Vì đây là nguyên bản của nó là xe khách GAT 17 chỗ nên là cái phần cánh cửa ở phía sau này thiết kế nó cũng khác so với cả những cái phiên bản 3 chỗ thông thường. Đấy, chúng ta chỉ có một kiểu mở thôi, mở như này thôi. Đó, chứ không có hai chế độ mở là mở 90 độ và 270 độ giống như xe tải van. Đây, chúng ta sẽ mở ra như thế này. Và một cái điều cũng khá là hay ho đó là nó vẫn sẽ giữ nguyên được cái phần đuôi cá ở phía sau như thế này để chúng ta có thể là bước lên bước xuống một cách nó thoải mái hơn. Đó, nó không bị vướng víu. Nếu như mọi người thấy là phiên bản xe tải van 3 chỗ nguyên bản của nhà máy ấy thì nó sẽ không có cái bậc này. Mỗi khi mà chúng ta bước lên hay là di chuyển hàng hóa lên xuống ấy, cảm giác là bước lên nó cực kỳ là khó khăn, nó hơi vất vả một chút đối với cả những người làm một form người nó hơi thấp. Còn như tôi thì tôi vẫn thấy là bước cũng được thôi, nhưng mà đứng những người làm một form người thấp hơn, chân ngắn hơn thì chắc chắn là quá trình di chuyển ở trên này nó sẽ rất là khó khăn.
Và vào đến trong khoang hàng này thì đây tôi sẽ mở cái đèn lên cho mọi người xem. Đó, chính vì nó được hoán cải từ nền của chiếc xe gas 17 chỗ nên là nó vẫn giữ nguyên được cái hệ thống đèn led của cái khoang hàng phía đằng sau. Ngoài ra thì chúng ta còn giữ nguyên được cả cái phần điều hòa nữa. Đó, nhưng mà ở đây thì điều hòa ở đây thì chúng tôi đã làm cho khách hàng thêm một cái tổ như này để khách hàng có thể để thêm đồ. Đấy, còn thực chất thì là phía đằng sau này nó vẫn có cái phần hệ thống điều hòa. Chúng ta cần cái hệ thống điều hòa này để giữ nhiệt độ cho hàng hóa của chúng ta. Ví dụ như là bánh kẹo liên quan đến sô-cô-la này, hay là những cái bánh kẹo ấy mà chúng ta sợ nhiệt độ cao, thì có thể sử dụng cái điều hòa này để đảm bảo được cái nhiệt độ ở bên trong khoang hàng này nó luôn duy trì vào khoảng tầm 20 đến 25 độ. Thì như vậy sẽ đáp ứng được cái điều kiện để mà bảo quản cái hàng hóa của chúng ta. Còn khách hàng này của tôi thì không cần điều hòa, cho nên là đã bỏ bớt cái phần điều hòa rồi, tiết kiệm được một ít chi phí. Thứ hai nữa là về cái phần sàn, thì mọi người có thể thấy là sàn này thì nó được làm bằng nhôm nhám dập lá me, rất là chắc chắn và dày dặn rồi. Chúng ta có thể là di chuyển xê dịch hàng hóa ở trên đây một cách thoải mái mà không bị no vấn đề là sẩy hay xước. Đó, tiếp theo nữa là mọi người có thể thấy ở cái phần vách này, thì theo đúng như thiết kế của xe tải van thì là những cái phần ô cửa nào mà có cửa kính. Đấy, đây là cửa kính nguyên bản của xe 17 chỗ nhá, thì phải làm thêm những cái phần song chắn như này để đảm bảo được an toàn và đúng như thiết kế của xe tải van. Đó, ở phía bên trên này thì chúng ta còn có thêm một chiếc vách để mà ngăn cách giữa khoang hàng và khoang người ngồi bên trên này. Đây là theo luật của đăng kiểm rồi, xe tải van này chắc chắn là phải có cái phần vách như thế này. Và vách đây thì không phải là vách nguyên bản nữa, vách nguyên bản nó sẽ là cái khung và được bọc nhôm nhám như thế này. Đó, và tôi thì đã làm thêm cho khách hàng một cái phần vách và bọc da như này để tăng được cái độ thẩm mỹ cũng như là cái vẻ đẹp của cái phần khoang bên trên kia. Đó, còn về cái điều tiếp theo nữa là phía bên trên này thì chúng tôi cũng có làm thêm một chiếc tủ, như tôi nói là để có thể là đựng đồ cho khách hàng của tôi. Đó, rất là tiện lợi ở đây, có thể để thêm một vài các cái thiết bị của chúng ta ở đây, tận dụng tối đa được cái không gian ở trên cái khoang hàng này. Về theo như nguyên bản, theo như cái thiết kế từ cục đăng kiểm ấy, thì cái chiếc thùng của cái phiên bản gas 6 chỗ này nó sẽ có cái chiều dài lọt lòng thùng từ mép này lên trên cái phần vách này, nó lên đến là 3,2 mét, chiều rộng là 1,9 m và chiều cao là 1,95 m. Thì với một cái khoang hàng như này, ngoài việc là chở được 6 người ra thì chúng ta sẽ cũng có thêm một cái không gian với cái thể tích lên đến vào khoảng tầm gần 12 mét khối, thì chúng ta có thể là chở hàng thay thế được một chiếc xe tải 1,9 tấn. Đó, thì đây là một cái lợi thế của cái dòng xe khách gas này khi mà làm hồ sơ hoán cải xuống là xe tải van. Đó thì chắc chắn là sẽ có những cái bác tài đặt ra câu hỏi ở đây, đó là xe hoán cải thì cái phần mà đăng ký đăng kiểm nó sẽ như thế nào, thì tôi cũng xin phép trả lời luôn, đó là hoán cải, nhưng mà đây nó là hoán cải hồ sơ ngay từ ban đầu, có nghĩa là ngay từ khi hồ sơ nó là xe 17 chỗ thì đã xin phép cục đăng kiểm làm cải tạo xuống thành hồ sơ tải van 6 chỗ luôn, cho nên là nó vẫn coi như là xe mới, nó vẫn được đăng ký đăng kiểm giống như xe tải van bình thường. Và cái thời hạn đăng kiểm của con này khi mà mới lần đầu đó là 2 năm, và sau đó sẽ là 1 năm 1 trong vòng 5 năm tiếp theo, giống như những cái dòng xe tải van thông thường thôi, nó không có gì thay đổi cả. Chứ nó không giống như những cái dòng Ford Transit hay là Solarity mà chúng ta hoán cải. Ford Transit và Solarity khi chúng ta hoán cải xuống thì nó xảy ra một vấn đề, đó là chúng ta sẽ phải hoán cải từ xe khách xuống xe tải van. Khi mà bấm biển xe khách rồi hoán cải xuống xe tải van thì cái thời lượng đăng kiểm của xe nó chỉ còn có 6 tháng 1 thôi. Đó, và 6 tháng 1 chúng ta sẽ phải đi đăng kiểm một lần, nó rất là bất tiện. Đó, một chiếc xe tải van 6 chỗ thì ngoài cái công việc đó là chúng ta sử dụng dùng để là chở hàng hóa, thì chúng ta còn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó là đi chơi. Thì khi mà dùng cái chức năng đi chơi thì chúng ta có thể là chở thêm được 6 người nữa. Đó, nó khá là tuyệt vời. Và đối với cả một chiếc xe mà để đi chơi, xe như kiểu gia đình, thì chúng ta cũng yêu cầu một cái phần nội thất nó khá là đầy đủ để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của cá nhân chúng ta. Thì trên cái chiếc xe này nó hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu đó. Một nguyên bản nó là xe khách gas 17 chỗ nên là cái phần nội thất ở trên cái khoang cabin này nó vẫn được giữ nguyên, nó không có gì thay đổi cả. Có thêm cả, có luôn cả hệ thống màn hình này, vô lăng trợ lực lái 4 chấu, trợ lực lái dầu, hộp số 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi, kết hợp thêm những cái cổng cắm này, rồi là điều hòa 2 chiều. Đó, có luôn cả hai chiều điều hòa nhé, điều hòa khoang cabin này, điều hòa khoang hàng của chúng ta này, đó là hai điều hòa riêng biệt. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Và ngoài ra thì trên xe còn có cả hệ thống cruise control để chúng ta có thể là chạy cao tốc nó nhàn chân hơn, chúng ta không phải sử dụng cái chân ga quá là nhiều. Đây là một cái lợi thế của cái dòng sản phẩm xe gas của Nga này. Đó, kể cả phiên bản xe tải van 3 chỗ này, khách 17 chỗ, khách 20 chỗ hay là
tải van 6 chỗ thì nó đều có cái hệ thống cruise control này. Đấy, nó rất là tiện lợi trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Mọi người nhìn qua về cái phần nội thất đây thì nguyên bản của nó sẽ không có những cái phần ghế da như thế này. Ghế nó sẽ là ghế của nhà máy, nó xấu hơn, nhưng mà chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi, làm thêm những cái bộ ghế da như này là chúng ta đã có thêm một cái không gian trên khoang cabin nó cực kỳ là thoải mái, rộng rãi và rất là đẹp. Vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Đó, vừa rồi là mọi người đã đi qua một vòng, tôi cũng nói sơ bộ về cái nguồn gốc cũng như là những cái cách thiết kế trên cái phiên bản xe tải van 6 chỗ hoán cải từ lên xe khách gắt 17 chỗ này rồi. Và về giá thành thì hiện tại là giá thành của nó sẽ hơi cao một chút. Nó sẽ tính theo là giá của phiên bản xe khách gắt 17 chỗ cộng thêm 30 triệu chi phí hoán cải. Và ngoài ra thì cái chi phí mà để đăng ký đăng kiểm nó cũng sẽ cao hơn. Giá của phiên bản xe khách gắt 17 chỗ ở cái thời điểm là đầu năm 2023 này nó đang là 760 triệu giá xe, thêm chi phí hoán cải là 30 triệu nữa. Vậy tổng cộng là 790 triệu giá xe. Và tiền hồ sơ chúng ta sẽ phải mất 7,2% thuế trước bạ lên là tổng cộng để mà đăng ký đăng kiểm xong xuôi cái phiên bản xe khách gắt, cái phiên bản xe tải van 6 chỗ hoán cải từ lên xe khách gắt 17 chỗ này, chúng ta sẽ phải bỏ thêm 70 triệu nữa. Vậy tổng cộng là chúng ta sẽ phải bỏ ra số tiền nó là 860 triệu thì sẽ sở hữu được một chiếc xe tải van 6 chỗ vừa dùng để chở hàng, vừa dùng để chở người, cũng có thể đi chơi và có rất là nhiều cái công năng, cái option ở trên xe cũng rất là hiện đại. Đó, mọi người mà quan tâm về cái dòng sản phẩm xe tải van 6 chỗ này cũng như là dòng sản phẩm xe khách 17-20 chỗ, xe tải van 3 chỗ thì có thể là nhấc vai lên và liên hệ với tôi thì tôi có thể là tư vấn hỗ trợ cho mọi người. Và cũng xin phép nói thêm một chút nữa, vào thời điểm là đầu năm 2023 này thì là hiện tại là Autodo đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua tất cả các dòng sản phẩm xe gác của Nga. Đó là hiện tại là Autodo đang có một gói bảo vệ ngoại thất của xe, đó là sơn đánh bóng là cái thứ nhất này, sơn phủ la lô toàn xe là cái thứ hai này, và cái thứ ba nữa là sơn phủ gầm chống nước cho mọi người để làm sao có thể là có được một cái sản phẩm xe gác nó hoàn thiện nhất khi mà gửi đến khách hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.